Xin kính chào tất cả quý khách hàng. Rất vui được gặp lại các anh các chị trong buổi báo giá tổng hợp tối ngày hôm nay trên trang ô tô Hiền Kim thành phố Hải Dương cũng như trang Luxury Car Hải Dương. Em xin phép lên sóng cập nhật báo giá những cái mẫu xe đang được chào bán tại showroom 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình. Các bác, anh, các chị yêu thích quan tâm mẫu xe nào, hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Nếu có thời gian thì em kính mời các anh các chị đến trực tiếp showroom của bên em nhé. Em chào anh Nguyễn Huỳnh, em chào anh Hậu Kim. Mazda 3 thì em đang không có, nhưng Mazda 6 thì em có ạ. Đang trên đường về ạ, đang trên đường về tại showroom. Thì em có một chiếc Vios màu đen số sàn 2020, một chiếc Hyundai Elantra bản đủ số sàn 2019, một chiếc Kia Sorento 7 chỗ ngồi phun xăng đặc biệt 2016, một chiếc Outlander màu trắng 2018. Đấy là những mẫu xe đang trên đường về. 7 chỗ, 5 chỗ em có, thì các anh các chị cứ đón xem. Nếu mà bác nào chưa có kênh của em thì ấn nút đăng ký, ấn nút theo dõi để có thể cập nhật và tìm cho mình một chiếc xe ưng ý nhất. Xe bên em bán ra thì có văn bản cam kết bảo hành, xe không tai nạn, xe không ngập nước, máy số zin, hồ sơ pháp lý chuẩn. Các anh các chị mua xe có quyền mang đi test, đi kiểm tra xe chuẩn, xe đẹp thì các anh các chị mới trả tiền. Bọn em có văn bản đầy đủ hết ạ. Em cảm ơn anh Hải Thờ Mộc nhá. Anh Nguyễn Huỳnh ơi, tầm tiền 500 thì em đang có Vios, có Cerato đầy đủ. Em chào anh Lê Thành, em chào anh Ngọc Tuấn, em chào anh Văn Tuyền Dương, chào anh Nguyễn Hiệp, chào anh Đức Nhân Hoàng nhá. Em chào anh Văn Trọng, anh Quỳnh Minh, chào anh Mãi Chữ Tín, anh Hà Nguyễn. Rondo máy xăng em vừa về đây ạ, chỉ có 445 triệu thôi. Thì đợi các anh các chị vào đông đông thì em sẽ báo giá lần lượt. Mazda 6 em có, Kia Rondo em có, Honda Civic có, Vios có, Hyundai Accent có, Civic em có luôn ạ. Chiếc xe Kia Rondo này là mới về tại showroom bên em đấy ạ. 7 chỗ ngồi nhá, chiếc xe này là mới về. Nhưng các anh các chị đang muốn là xem qua chiếc Honda Civic và hai chiếc Mazda 6 thì em sẽ báo giá từng mẫu xe ngày hôm nay. Rondo 2018 7 chỗ ngồi em đang chào bán là 445 triệu. Bác nào quan tâm chiếc xe này thì gọi điện trực tiếp đến số hotline hoặc là đến showroom 166 Trường Chinh để xem xe và thương lượng về giá cả. Chiếc xe đầu tiên em xin giới thiệu để các anh các chị cùng ngắm và cùng chiêm ngưỡng là một chiếc xe Honda Civic. Chiếc xe này là bản 1.5L Turbo, sản xuất cuối 2018, xe nhập khẩu nguyên chiếc 5 chỗ ngồi, biển 34 Hải Dương. Em đang chào bán để các anh các chị tham khảo, có giá tại showroom là 725 triệu. Mạnh Duy tham khảo Rondo giữ máy nhé. Đây ạ, chiếc xe Honda Civic bản 1.5L Turbo. Đây là bản cao cấp nhất rồi ạ. Anh Trần Hoàng xem Mazda 6 giữ máy, anh xem Rondo giữ máy giúp em. Chiếc xe này là 2018 này, bản 1.5 turbo nên mức tiêu thụ nhiên liệu của nó rơi vào chỉ có tầm 5 đến 6 lít trên 100 cây thôi. Rất là đẹp luôn. Xe đi 4 vạn, em bảo hành cam kết cho các bác máy zin, số zin, xe không tai nạn, không tranh chấp, không cầm ký, không cầm cố. Đấy, chúng ta có thể mang ra thợ, ra hãng test thoải mái. Chiếc xe này là dòng xe nhập khẩu nên nó rất là chắc. Khung sườn gầm bệ rất là chắc chắn luôn. Xe thì đã có hệ thống đồng hồ full LED này. Đấy, đồng hồ full LED đầy đủ hết nhá. Các anh các chị nhìn đồng hồ full LED này. Màn hình Android này, 360 độ vòng quanh xe. Đấy, chiếc xe này thì quá đẹp luôn. Các anh các chị nhìn luôn ạ. Camera 360 độ, màn hình Android. Âm thanh thì rất là hay. Chiếc xe này cũng đã được độ lên bô on off. Em cảm ơn anh Hải Thờ Mộc nhé, cảm ơn anh Độc Hàng. Nên là các anh các chị nào vừa quan tâm tham khảo chiếc xe Honda Civic này thì cũng là một chiếc xe rất là chất. Âm thanh thì chúng ta miễn bàn luôn ạ. Cảm ơn anh ạ, chiếc xe này rất là đẹp. Xe mới đi có 4 vạn thôi. Xe mới đi có 4 vạn thôi cả nhà mình ạ. Điện tử đầy đủ hết ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Chiếc xe này thì thực sự là chỉ bàn về giá thôi, còn xe thì không có một cái gì để chê. Từ sơn vỏ, nội thất, ngoại thất hay là chất xe,
thì các anh các chị có thể mang ra hãng để chúng ta test kiểm tra nhé. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Honda Civic bản 1.5L Turbo biển 34 Hải Dương, xe chạy 4 vạn, lốp còn zin theo xe. Chiếc xe này đã độ bô on off thể thao này, có phanh điện tử đầy đủ này, màn hình cam lùi, màn hình 360 độ này, rồi sàn 5D đầy đủ hết. Em đang chào bán là 725 triệu, có thương lượng ạ. Giá xe, chiếc xe này em vẫn có thương lượng các anh các chị nhé. Và vừa các anh các chị hỏi em là chiếc Kia Rondo 7 chỗ 445 triệu và chiếc Mazda 6 thì anh chị giữ máy luôn, em sẽ quay luôn ạ. Civic rất là đẹp, Mazda 6 em có, Kia Rondo em có. Em chào anh Công Nguyễn ạ, chào anh Quang Sáng Ngô nhá. Anh Yến Lê Xuân ơi, tầm 300 triệu thì bên showroom em lại hết sạch rồi. Cả nhà xem kênh thì chia sẻ giúp em Hiền Kim. Các bác anh các chị hỏi em là có chiếc xe nào 7 chỗ mà giá 400 triệu không? Thì chiếc Kia Rondo này thì chúng ta cùng tham khảo ạ. 7 chỗ ngồi, xe đi 7 vạn, sản xuất 2018, đăng ký 2019, xe vừa về ngày hôm nay. Em đang chào bán chiếc xe này có giá để các anh các chị tham khảo 445 triệu. Đây ạ, 445 triệu cho chiếc Kia Rondo 2018, xe rất là đẹp luôn. Chiếc xe này thì quá đẹp luôn ạ. Đây, bác nào vừa hỏi Rondo có hàng luôn này, 445 triệu, hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe. Các anh các chị có thể mang đi thợ hãng, mang ra thợ hoặc thuê thợ đến kiểm tra. Bên em bán mở, bán công khai mà. Vì ngoài ra các anh chị lấy xe đều có văn bản kèm theo cam kết, chứ không phải là cam kết bằng miệng đâu ạ. Tất cả đóng dấu của công ty đầy đủ. Hợp đồng cam kết là xe không tai nạn, xe không ngập nước, máy số zin, không có tranh chấp, không có phạt nguội, không nợ phí đường bộ. Anh chị trong vòng sử dụng 1 tháng đầu cứ đi kiểm tra, nếu phát hiện lỗi bên em hoàn lại tiền, chi phí bên em chịu. Nên là mua xe bên em thì rất là dễ là như thế. Đây, Rondo đây ạ. Bác nào vừa hỏi em Kia Rondo có hàng luôn nhá. Xe rất là đều xe. Cả nhà chia sẻ giúp em nha. Elantra em có anh ơi, Elantra em có 2.0. Ngoài ra đang trên đường về 7 chỗ thì em có một chiếc Outlander màu trắng 2018 và một chiếc Kia Sorento 7 chỗ 2016 full xăng. Đấy là hai chiếc 7 chỗ đang trên đường về. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Kia Rondo. Chiếc xe này là 7 chỗ ngồi số sàn nha các bác. Chiếc xe này là 7 chỗ số sàn 2018, đăng ký 2019. Em đang chào bán tại showroom là 445 triệu. Đấy, bác nào quan tâm chiếc xe này thì cứ nhắn tin. Em cũng đã áp tải hình ảnh rồi là video chi tiết lên trang fanpage rồi. Thì các bác có thể gọi trực tiếp, bên em vẫn có người cầm máy sẽ gửi thông tin để các anh các chị cùng tham khảo. Xe thì vừa mới về xong ạ. Tucson thì em chưa có anh ạ. Cerato 5 chỗ em có. Em cảm ơn chị gái Hương Mạc ạ. Anh ơi, K3 Cerato. Cerato em có ạ, K3 thì em lại chưa có hàng. Chiếc xe này rất là đẹp luôn nhá. Chiếc xe này rất là đẹp, số sàn. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Kia Rondo 7 chỗ ngồi gầm cao, số sàn 2.0, sản xuất 2018 và đăng ký 2019. Đây là sản xuất 2018 này, 7 chỗ số sàn, máy xăng. Em đang chào bán là 445 triệu. Các bác anh các chị quan tâm chiếc Kia Rondo này thì xin vui lòng đến trực tiếp showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, hoặc gọi cho em qua số hotline là 0978 607 555. Mazda 2 2016 thì em đang tạm hết ạ. Paizo nhập khẩu thì em chưa có. Cerato màu trắng, màu đen em đều có hàng hết. Các bác quan tâm Cerato xin vui lòng cứ giữ máy giúp em một chút ạ. Các bác xem kênh của em thì đừng tiếc một nút chia sẻ giúp em nhé. Tiếp tục đây ạ, anh Trần Hoàng còn giữ máy không anh? Anh ơi, Cerato màu đen, màu vàng cát em có hàng hết. Màu vàng, màu đen này, màu vàng cát, màu trắng, Cerato em có đầy đủ hết. Nên là anh giữ máy giúp em một chút. Anh Trần Hoàng còn giữ máy không ạ?
Vừa anh hỏi em là chiếc Mazda 6, em sẽ quay qua chiếc Mazda 6 này và sau đấy em sẽ quay ra Cerato màu đen, Cerato màu vàng cát để anh chị cùng tham khảo luôn giúp em. Chiếc xe này là Mazda 6 bản Premium 2.0 2017. Xe đi 5,6 vạn. Đây ạ, các bác quan tâm Mazda 6 nhé. Kênh các chị các bác đang quan tâm Mazda 6 đây. Chiếc xe này là bản Premium, xe mới đi có 5,6 vạn thôi. Đẹp xuất sắc luôn. Không mất một phân keo chỉ nào, em bảo hành cam kết cho các anh các chị. Đi test ở đâu cũng được, mang ra thợ, mang ra hãng hoặc thuê thợ đến. Hoặc anh các chị ở xa mà không về được thì cứ làm việc qua điện thoại, em cho dịch vụ đánh đến tận nơi để mọi người có thể test thoải mái luôn. Chiếc xe này là bản Premium thì hệ thống la răng của nó là 19 inch rồi. La răng của nó là 19 inch nhá. Hách kính đầy đủ, ghế điện đầy đủ, ghế nhớ phanh điện tử đầy đủ. Đây, cảm biến vòng quanh xe. Bô thể thao rồi. Đấy, canh các chị cùng ngắm giúp em ạ. Mazda 6, chiếc xe này là phân khúc hạng D ạ. Đây, anh Trần Hoàng có thể xem nhé. Chiếc xe này là quyền Hà Nội. Ghế điện, ghế nhớ hai vị trí này. Cân bằng điện tử này. Hệ thống cảnh báo chuyển làn này. Vô lăng thể thao này. Lấy chuyển số thể thao trên vô lăng này. Rồi chế độ hách kính này. Màn hình cam lùi điện tử đầy đủ. Phanh điện tử đầy đủ. Cửa sổ trời, nội thất ghế da. Chiếc Mazda 6 này thì quá đẹp rồi anh ạ. Quan trọng là anh có thích không thôi. Còn xe thì em cam kết chất lượng mà. Anh cứ mang ra thợ ra hãng test thoải mái. Cảm ơn anh Mạnh Duy. Anh Mạnh Duy ơi, anh cứ theo dõi bên em đi. Anh ưng chiếc xe nào thì cứ làm việc với em qua điện thoại. Bên em sẽ có dịch vụ chuyên chở xe giao tận nơi cho anh chị. Cả nhà xem kênh của em thì nhớ chia sẻ giúp em Hiền Kim nha. Các anh các chị ạ, chỉ cần một bác một bài thôi. Các anh các chị chỉ cần, anh chị đang xem kênh của em đây thì chỉ cần ấn nút chia sẻ giúp em một bài lên trang cá nhân hoặc là một hội nhóm là ủng hộ cho em rất là nhiều rồi ạ. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Mazda 6 bản Premium 2.0, sản xuất cuối 2017, biển Hà Nội. Xe chạy 5,6 vạn, bên em đang chào bán là 685 triệu. Giá xe này em vẫn có thể thương lượng được các bác nhé. Và di chuyển sang Cerato, hiện tại em đang có màu đen này. Cerato em có màu đen này, mới về có màu vàng cát này và có màu trắng. Thì các anh các chị đang quan tâm Kia Cerato thì chúng ta có thể vào tham khảo luôn ạ. Hyundai Accent em có số sàn, số tự động đầy đủ hết. Cảm ơn anh Phúc Lê, em cảm ơn anh Hùng Thợ Xây nhé. Anh Biên Văn ơi, chiếc Mazda 6 em hỗ trợ banh khoảng tầm được 65%. Cảm ơn anh Nguyễn Tuấn Anh ạ. Chiếc Kia 7 chỗ số tự động là Sorento 2016 bản full xăng đang trên đường về. Cả nhà chia sẻ giúp em Hiền Kim nha. Các bác anh các chị chia sẻ giúp em với ạ. Xem kênh thì chia sẻ giúp em Hiền Kim với nhá. Tiếp tục đây, các anh các chị nào vừa hỏi em là Kia Cerato em có luôn ngay này. Màu đen, màu trắng và màu vàng cát em sẽ báo giá lần lượt luôn. Cảm ơn anh Nguyễn Tỉnh ạ, cảm ơn anh Long Hoàng. Anh Cường anh ơi, chiếc Mazda 6 em đang bán là 685 triệu. Innova 2017 thì em đang tạm hết ngày hôm nay rồi đấy ạ. Innova 2017 thì em đang tạm hết. Chiếc Kia Cerato, Vios em có ạ. Vios em có, anh Đỗ Hiệp Tân giữ máy. Cảm ơn anh Tuân Nguyễn. Anh ơi, bán tải hiện tại em lại không có hàng. Kia Cerato đây ạ. Chiếc xe này là cuối 2017, la răng xoắn hợp kim rồi. Sạc không dây đầy đủ hết rồi. Đăng ký 2018. Dòng xe phân khúc hạng C, số tự động 1.6, xe mới đi có 5 vạn thôi. Chiếc xe này quá đẹp luôn ạ. Em đang chào bán là 520 triệu. Các anh các chị cùng ngắm giúp em chiếc Kia Cerato màu trắng. Em đang có màu đen, màu vàng cát đầy đủ nhá. Chúng ta cùng theo dõi luôn giúp em. Quá đẹp luôn cho chiếc xe Kia Cerato này. Đấy, ghế điện, ghế nhớ đầy đủ.
Honda Civic màu đỏ, con đấy là bản L Turbo, em đang chào bán là 725 triệu anh ạ. Chiếc xe này mới chạy có 5 vạn thôi cả nhà mình nhá. Nội thất màu kem, ghế điện, ghế nhớ đầy đủ hai vị trí, sạc tự động không dây, la răng xoắn hợp kim. Chiếc xe này là cuối 2017, chuyển form 2018 rồi. Anh các chị có thể phân biệt này, cái chiếc xe bên cạnh đây cũng là đời 2017, nhưng nó là giữa 2017 thì la răng của nó là khác. Nhưng chiếc xe này là chuyển form sang 2018 thì các anh các chị nhìn giúp em cái la răng của nó là la răng xoắn rồi, nó cũng đã hoàn toàn có một cái sự thay đổi. Về nội thất option thì không có gì thay đổi cả, nhưng mà bề ngoài thì như vậy để chúng ta có thể phân biệt được ạ. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Kia Cerato. Chiếc xe này là cuối 2017, đăng ký 2018, bản 1.6 số tự động. Xe chạy 5 vạn, em đang chào bán là 520 triệu các bác anh các chị nhé. Và vừa các bác hỏi em là có màu đen không thì em có đấy ạ. Màu đen, màu vàng cát em có, Hyundai Accent em có, Vios em có. Thì các anh các chị giữ máy em sẽ báo giá luôn. Kia Cerato màu đen đây. Đấy, hôm qua thì hết màu đen, nhưng hôm nay lại về thêm một chiếc xe Kia Cerato màu đen nữa. Anh ơi, 7 chỗ ngày hôm nay thì em chỉ còn Rondo và Fortuner máy dầu thôi anh ạ. Các bác các anh các chị vừa hỏi em là còn xe màu đen không em ơi, thì em còn đây ạ. Chiếc xe này thì quá đẹp rồi. Lốp còn zin theo xe cả dàn Kia Cerato. Chiếc xe này cùng số tự động nhá. Số tự động 1.6 2016. Xe đi 5.8, lốp còn zin theo xe đầy đủ. Em đang chào bán là 495 triệu. Đấy, quá đẹp cho chiếc Kia Cerato màu đen này ạ. 495 triệu cho các anh các chị cùng tham khảo. Trắng, đen, vàng cát em có hàng hết ạ. Một chiếc màu đen, một chiếc màu vàng cát, đồng giá là 495 triệu. Nội thất tươi như mới luôn, xe mới chạy có 5,8 vạn thôi. Sàn 3D đầy đủ. Màn hình Android. Cửa sổ trời, nội thất màu kem. Quá đẹp luôn, chiếc xe này rất là tươi. Rất là tiền nào của nấy thôi. Thực ra em lựa chọn những chiếc xe mà đẹp ấy thì mặc dù em mua cao hơn những chỗ khác, thậm chí có những chiếc xe em mua cao hơn 15-20 triệu em vẫn xuống tiền, bởi vì là xe nó đẹp, nó đi ít ấy, thì bên em sẵn sàng mua hẳn hơn 20 triệu em vẫn xuống. Có những chiếc xe rẻ ra máy rồi hay là lỗi rồi mà rẻ hơn 50 triệu nhà em cũng không mua đâu. Thực sự là như vậy luôn đấy. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Kia Cerato. Chiếc xe này là 2016, số tự động 1.6, phân khúc xe hạng C, che chạy 5,8 vạn. Em đang chào bán để các anh các chị tham khảo, có giá tại showroom là 495 triệu. Trước khi di chuyển sang chiếc xe Vios Hyundai Accent, em xin phép quay qua chiếc xe Fortuner. Đây ạ, các bác hỏi em là Fortuner đây ạ. Atis thì em chưa có anh ơi. Fortuner đây ạ. Anh Dũng Đình và anh Sầu Mạc ơi, anh đang quan tâm Fortuner đây, thì anh có thể theo dõi luôn giúp em nhé. Rất là đẹp cho chiếc xe Fortuner máy dầu bản 2.5 này. Thì chúng ta có thể đến xem, giá cả thì em vẫn có thể thương lượng được một chút nữa. Fortuner bản 2.5 một cầu, số sàn 7 chỗ ngồi. Mời các anh các chị cùng theo dõi ạ. 2.5 một cầu, số sàn 7 chỗ ngồi. Em đang chào bán để các anh các chị tham khảo là 685 triệu. Sản xuất 2016 ạ. Đây, chúng ta cùng ngắm chiếc xe Fortuner này giúp em nhé. Quá đẹp luôn.
Chào em Giai Linh Tuti. Màn hình Android đầy đủ, nội thất màu kem. Chiếc xe này là 2016 bản 2.5 một cầu, số sàn 7 chỗ ngồi, máy dầu các bác nhé. Chiếc xe này là máy dầu. Em đang chào bán là 685 triệu, có thương lượng. Đây, các bác vừa hỏi em máy dầu. Các bác quan tâm chi tiết chiếc xe này, xin vui lòng nhắn tin cho em một tin là gửi cho anh thông tin của chiếc xe Fortuner. Thì bên em sẽ kết nối Zalo hoặc Facebook, sẽ gửi đầy đủ cho anh chị cùng tham khảo nhé. Vios anh Đinh Quốc Thắng giữ máy luôn. Anh Nguyễn Đức Khoa ơi, anh đang quan tâm chiếc xe gì ạ? Bây giờ mới nhìn thấy comment của anh đây. Cerato bản Luxury thì chưa có hàng. Giờ em mới đọc được comment của anh Nguyễn Đức Khoa nhé. Anh Nguyễn Đức Khoa đang quan tâm chiếc xe gì ạ anh? Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Fortuner bản 2.5 một cầu, số sàn 7 chỗ ngồi, sản xuất 2016 và bên em đang chào bán là 685 triệu, có thương lượng các bác nhé. Vừa các bác hỏi em là Vios này, rồi Cerato màu vàng cát này, Hyundai Accent này, thì chúng ta giữ máy em sẽ quay luôn. Đây ạ, Toyota Vios đây ạ. Anh Nguyễn Đức Khoa ơi, Tucson hiện tại ngay tại thời điểm giờ này thì Tucson bên em không còn một chiếc xe nào anh ạ. 3 chiếc Hyundai Tucson về thì khách đều đã nhận cả 3 rồi. Có những con em chưa kịp lên sóng và khách đến nhìn xe cũng đã đặt rồi. Nên là hiện tại ngay tại thời điểm hôm nay giờ này thì Hyundai Tucson em đang tạm hết anh nhá. Các bác anh các chị vừa hỏi em chiếc xe Toyota Vios, em có luôn đây ạ. Vios thì tiền nào của nấy thôi. 2018 mà xe đi có 3 vạn thôi cả nhà mình ạ. Thì các anh các chị cùng ngắm giúp em chiếc xe Vios này. Em đang về một chiếc màu vàng cát, cũng là số tự động 2018 bản G, một chiếc màu trắng 2020. Thì anh chị cùng theo dõi qua giúp em chiếc xe này với ạ. Toyota Vios, số tự động 1.5 bản G, xe chạy mới có 3 vạn thôi. 2018 em đang chào bán là 495 triệu. Xe sơn zin còn gần như cả xe luôn. Tiền nào của nấy ạ. Em mua chiếc xe này em mua đắt hơn hẳn 15-20 triệu em cũng mua. Bởi vì là Vios mà tìm chiếc xe mà đẹp mà chất thì không phải lúc nào cũng gặp được. Bản thân em là người buôn mà em còn không phải là lúc nào mà cũng gặp được đâu ạ. Xe mới đi có 3 vạn đây các anh các chị nhìn này. Vô lăng như mới luôn. Nội thất nguyên bản 100%. 495 triệu cho chiếc xe Toyota Vios bản G số tự động. Lốp lắp còn zin theo xe hết và lốp sơ cua còn chưa dùng tới cơ. Nhìn cái cốp xe mà người ta đã cẩn thận đến mức như thế này rồi đấy ạ. Quá đẹp. Đây, bác nào vừa hỏi Vios thì có thể xem qua chiếc xe này nhá. Em đã áp tải hình ảnh video chi tiết trên trang fanpage của bên em cũng như trang YouTube. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Toyota Vios bản 1.5G số tự động, sản xuất 2018. Xe đi có 3 vạn thôi các anh các chị ạ. Em đang chào bán tại showroom có giá là 495 triệu. Các anh muốn mua rẻ, muốn mua xe chất mà muốn mua xe không lỗi nhưng mà là đòi giá thật rẻ ấy thì không có đâu. Em đã nói ngay từ đầu rồi, tiền nào thì của đấy thôi. Anh chị đến xem xe, chúng ta có thể mang ra thợ hoặc mang ra hãng. Còn anh chị ngại mà tôi không đến được đâu thì cứ làm việc với em qua điện thoại. Em cho dịch vụ mang đến tận nơi cho anh chị để test xe đẹp trên chuẩn thì anh chị mới trả tiền mà. Chứ có phải là mình phải trả tiền trước khi đâu mà mình sợ xe lỗi đúng không ạ? Nhà em thì không làm xe lỗi, xe nào cũng vậy. Bọn em bán đều có bảo hành, có cam kết. Nên là anh chị cứ tiếc gì đâu, mình thuê một vài ông thợ chuẩn ấy, thợ giỏi, chỗ người quen biết ấy,
hoặc là đến thì chúng ta có thể mang ra hãng. Ngoài ra thì khi mua xe bên em đều có văn bản, anh chị đi xe về trong vòng 1 tuần hoặc 10 ngày 20 ngày ban đầu thì anh chị cứ mang ra gara nào to nhất ở tỉnh anh chị này, hoặc là ra cái hãng nào ở tỉnh anh chị chả nhé. Ở tỉnh thành của anh chị không có một cái gara nào để cho anh chị có thể kiểm tra, chúng ta có thể mang ra đấy để kiểm tra luôn mà. Và hết ngày mai nữa là thuế cũng sẽ về 10% rồi, mà giá xe dự kiến sang tháng này còn tăng nữa các anh các chị ạ. Nên là hôm nay đợt này bọn em bán chạy thuế, có nghĩa là cái dòng xe hiện tại ngày hôm nay em đang mua được rẻ trong tuần vừa rồi. Nhưng mà đến như thời điểm chắc chắn là trong tuần sau bọn em phải nhập cao rồi. Bởi vì bây giờ giá xe mới cũng cao này, thì chắc chắn là xe cũ lại lên, chứ không có cái chuyện rẻ đâu. Thật ra rẻ rẻ thì bọn em mua được rẻ thì em bán nó cũng dễ chịu hơn. Đấy các anh các chị biết không, chạy thuế nhá, em bán xe cũ mà chạy thuế còn bán trống hết cả nhà này, không có xe để mà mua, không mua nổi xe để mà có bán cho các anh các chị. Về đến đâu là hết đến đấy. Mà bây giờ bán xe mà showroom tiền thì có, mà để trống hết cả nhà như thế này thì các anh các chị bảo làm như thế nào được ạ? Không có xe để mua và giá xe càng ngày càng lên, càng ngày càng cao, chứ không có rẻ đâu các anh các chị. Bảo là chờ rẻ thì em cũng không biết là đến bao giờ rẻ, bởi vì bọn em là người mua với thời điểm em cũng không mua được đấy ạ. Tiếp tục đây ạ, một chiếc xe, anh ơi Mazda 3 thì hiện tại em lại không có hàng, Mazda 3 em hết sạch rồi. Một chiếc Hyundai Accent đây ạ, một chiếc Hyundai Accent này. Chiếc xe này là số tự động, biển 88 Vĩnh Phúc. Đây, các anh các chị cùng ngắm nhá, xe đi 3 vạn. 2020, chiếc biển 12, hôm nay em đã bán về Bắc Ninh rồi, khách cọc cho em 260 triệu, cọc online luôn. Không xuống xem xe mà chỉ làm việc qua điện thoại là bắn cho em 260 triệu. Là các anh các chị biết là khách bên em như thế nào rồi ạ. Và thêm một chiếc xe Hyundai Accent nữa là biển Vĩnh Phúc đây. Chiếc xe này về được khoảng tầm 4 ngày rồi. Đấy, đánh bóng dọn qua nội thất rồi. Em đang chào bán để các anh các chị tham khảo. Có giá là 508 triệu. Số tự động nhá. Màn hình cam lùi đầy đủ. Xe đi 3 vạn. Cửa gió điều hòa phía sau. Đề nổ thông minh, màn hình cam lùi đầy đủ luôn ạ. $508 triệu cho chiếc Hyundai Accent số tự động 2020. Xe chạy 3 vạn nhé. Các bác anh các chị có nhu cầu tham khảo thì xin vui lòng đến trực tiếp. Showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Hoặc là đến trực tiếp gọi điện cho em qua số hotline 0978 607 555. Anh ơi chiếc Vios bản G này là 495 triệu anh ạ, xe đi mới có 3 vạn thôi. Nếu anh chị thích màu vàng cát thì em có thêm một chiếc xe Kia Cerato màu vàng cát. Chiếc xe này là 2016, cùng đời với chiếc màu đen mới về. Em đang chào bán chiếc xe này là 495 triệu. Anh ơi bán tải thì em lại không có anh ạ. Chiếc Vios bản G là biển 79 anh nhá. Vios là biển 79 anh ạ. Đây, Kia Cerato 2016, số tự động. Em đang chào bán để các anh các chị tham khảo. Có giá là 495 triệu. Rất là đẹp luôn ạ. Và còn rất là nhiều mẫu xe, Vios này, Cerato, Elantra. Gầm cao thì hôm nay em có Rondo, có Fortuner máy dầu. Và đang trên đường về thì em có một chiếc xe Kia Sorento 2016 bản full xăng. Và một chiếc xe Mitsubishi Outlander 2018. Đấy là những chiếc xe đang trên đường về. Thì các anh các chị nếu mà yêu thích mẫu xe nào thì có thể đến trực tiếp tại showroom bên em, hoặc có thể gọi điện. Thì các anh các chị chưa mua thời điểm này thì chúng ta theo dõi một vài hôm nữa. Khi nào có xe hoặc là có nhu cầu lên đời hoặc nhu cầu trao đổi mua bán thì anh chị có thể ngắm và lựa chọn sản phẩm.
và có duyên thì anh em chị mình sẽ gặp nhau và làm việc. Chất lượng xe bên em bán thì em đều có văn bản bảo hành cho anh chị là xe không tai nạn, xe không ngập nước và máy số zin, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, anh chị cứ đi test kiểm tra thoải mái luôn. Và bọn em làm thì tất cả xe cũng kiểm tra đầu vào rất là kỹ rồi, bởi vì mình bán đều phải bảo hành mà. Nên là hy vọng là sẽ có một ngày gần nhất được gặp anh chị tại showroom bên em. Kể cả anh chị không về được thì chúng ta sẽ làm việc qua điện thoại, thì bên em cũng sẽ có dịch vụ hỗ trợ. Anh chị ưng chiếc xe nào chỉ cần làm việc với điện thoại thôi, thì bên em cũng đã có dịch vụ hỗ trợ là giao xe tận nơi. Anh ơi, chiếc gầm cao màu đồng ấy, chỉ là chiếc xe đấy Tucson thì em đã nhận cọc rồi. X-Wonder thì em không có, nhưng mà anh có thể tham khảo qua chiếc xe này anh này, Kia Sorento, Kia Rondo. Chiếc xe này 2018 số sàn. Chiếc xe này em đang chào bán là 445 triệu. Anh Thiêm Đình ơi, chiếc Outlander chắc phải tầm 2-3 ngày nữa, bởi vì là hôm nay em mới chuyển tiền thì xe đang di chuyển ra. 2018 đăng ký 19 màu trắng 7 chỗ ngồi. Con đấy chắc nơi rơi vào tầm loanh quanh 606-607 anh ạ. Đây, đây là chiếc Rondo này. Chiếc Rondo ngày hôm nay vừa về này, 2018 đăng ký 2019 7 chỗ này. Máy xăng. Em đang chào bán để canh các chị tham khảo chiếc xe này, có giá tại showroom bên em là 445 triệu, rất là hợp lý luôn, đúng không ạ? Một chiếc xe 7 chỗ gầm cao, đời cao. Nếu mà anh tham khảo X-Wonder thì anh có thể tham khảo qua chiếc xe này, giá là 445 triệu, rất là hợp lý để anh chị có thể mua về để chạy chở hàng đi gia đình. Lại được thích là gầm cao, lại khoang ngồi rộng rãi, nên là anh chị có thể cân đối. Santos hiện tại bên em lại chưa có hàng. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Kia Rondo 2018, bản máy xăng, số sàn, đăng ký 2019. Em đang chào bán là 445 triệu. Số sàn chứ anh? Rondo 445 triệu là số sàn. Xe rất là đẹp luôn. Đây ạ. Màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Điều hòa tự động đầy đủ hết. Chiếc xe này thì em cũng đã quay chụp rất là chi tiết, áp tải trên kênh rồi, thì anh các chị có thể bớt một chút thời gian vào trong fanpage của em nhé. Đây, sang bên này thì chiếc Mazda CX-5. Anh ơi, for bán tải hai cầu thì em đang tạm hết rồi anh ạ. Em cảm ơn anh Biển Nhớ Hoàng nhá. Đây, anh Ngọc Khoát xem chiếc Mazda CX-5 đây ạ. Chiếc xe này là 2016, bản 2.0 phanh lip, cuối 2016 form mới. Xe đã có phanh điện tử đầy đủ. Em đang chào bán là 658 triệu. Anh cùng em tham khảo qua chiếc Mazda màu xanh ngọc bích này nhé. Màu xanh ngọc bích, màu xanh dương. Phanh điện tử đầy đủ hết ạ. Màn hình, ghế chỉnh điện, ghế nhớ, cửa sổ trời. Ga tự động. Quá đẹp cho chiếc Mazda CX-5 này. Đây là bản 2.0. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Mazda CX-5 màu xanh thiên thanh, sản xuất cuối 2016, 2.0 bản phanh lip. Em đang chào bán tại showroom, có giá là 658 triệu. Canh các chị quan tâm chiếc xe này thì xin vui lòng liên lạc cho em qua số hotline 0978 607 555.
CX5 mà anh, à CX3 thì em đang tạm hết, Innova thì em đang tạm hết rồi. Anh Nguyễn Thanh Tùng, Elantra tầm 400 em không có anh ạ. Em có Accent 2019 bản đủ là 425 triệu, đang trên đường về. CX5 em đang 6 là 658. Anh Nguyễn Chiến, nếu anh quan tâm chiếc CX5 anh có thể gọi điện trực tiếp đi ạ. Nhà em vẫn có người trực máy đấy anh. Đây, bác Mào vừa hỏi là muốn xem lại chiếc xe Fortuner đây ạ. Chiếc Fortuner này thì quá đẹp luôn ạ. một cầu, số sàn 7 chỗ ngồi, 685 triệu cho các bác quan tâm Fortuner. Innova số tự động bên em chưa có ạ. Đây là máy dầu các bác nhé, số sàn 2016 bản một cầu, 685 triệu. Giá xe vẫn có thể thương lượng được nữa ạ. Và còn rất rất là nhiều xe đang được chào bán tại cửa hàng. Các anh các chị bớt một chút thời gian chúng ta về xem nhé. Buổi báo giá tổng hợp tối hôm nay thì em xin tạm dừng tại đây. Và bây giờ em sẽ check tin nhắn, gửi những cái mẫu xe mà anh chị yêu cầu. Hẹn gặp lại các anh các chị trong buổi báo giá tổng hợp tiếp theo. Xin chào và xin gặp lại.